Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm về nấm đông trùng hạ thảo. Nấm đông đông trùng hạ thảo là cái gì? Nó là cây hay là con? Thì và ngoài ra thứ hai là cái tác dụng của nấm đông trùng hạ thảo mình sẽ nói ở phần sau. Thì sau khi giới thiệu về nấm đông trùng hạ thảo, mình sẽ nói về cái vấn đề sử dụng nấm trùng hạ thảo liều lượng như thế nào và những người như thế nào thì dùng. Cái công dụng về dược chất của nó cũng như là cái công dụng đối với những người nào, nó sẽ mang lại kết quả như như thế nào thì mình sẽ nói sau nha. Thì như bạn biết, đây là nấm đông trùng hạ thảo hiện tại nó đang lên đúng không? Thì như các bạn biết đó là nấm đông trùng hạ thảo, người ta gọi là nấm nhưng thực tế nó không không giống với nấm ăn của mình nha. Nó trong 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 phân giới sinh học thì mình có động vật là thực vật là chính, mà đây có nấm tảo rồi các loại khác nó vi sinh vi khuẩn, nó sẽ nằm mảng riêng ha. Thì như vậy thì nấm đông trùng hạ thảo nó sẽ là một cái mảng khác. Tại sao người ta gọi là nấm đông trùng hạ thảo? Thì như những cái tài liệu mình tìm hiểu thì nấm đông trùng hạ thảo nó xuất phát ban đầu là một loại nấm, nó ký sinh trên con nhộng, thường là con nhộng, những loại nhộng hoặc là những loại chân khớp ha. Nó thuộc cái loại Cordyceps, chi Cordyceps nha các bạn, cho nên tên tiếng Anh của nó là Cordyceps, Cordyceps, mà phát âm không chuẩn lắm, Cordyceps. Thì đối với cái loại mình đang nuôi nhân tạo đó là Cordyceps militaris, còn đối với cái loại mà ở tự nhiên các bạn thấy con sâu nó dài dài và có cái đầu đen đó, thì đó là Cordyceps sinensis. Thì đối với hai loại này thì nó cùng chi Cordyceps, nhưng mà nó là khác khác cái phần sau, đó là Cordyceps và militaris và Cordyceps sinensis. Thì đối với tự nhiên thì chỉ có loại sinensis đó thôi, còn nhân tạo mình thì chỉ có loại militaris này, và cái loại này thì người ta mới nuôi nhân tạo được nha, còn cái loại tự nhiên thì chỉ có loại tự nhiên thôi. Theo cái dân gian á, người ta tìm hiểu người ta thấy là về cái mùa mùa đông ha, đông trùng hạ thảo tức là mùa đông, thì con cái nấm nấm Cordyceps đó nó sẽ ký sinh trên cái con nhộng, nó sống như vậy thì nó vào nó sống cộng sinh với nhau. Thì qua một thời gian thì con nhộng đó, cái nấm đó lấy hết chất con nhộng nó, rồi nó phát triển thành nấm, nó phát triển lần 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 thì tới nó hút hút hết giá cái nhựa từ con nhộng đó, thì nó phát triển lên trên cái con nhộng đó thành sau một khoảng 2 3 tháng thì nó qua qua tới mùa hạ thì người ta thấy cái con sâu đã chết đi và nó mọc lên một cái cây nấm gọi là hạ thảo, gọi là cây đông trùng, đông là con, trùng hạ thảo là về mùa hạ thì thành cái cây, cho nên đó là cái dân gian người ta nói đông trùng hạ thảo, nhưng đối với tên khoa học thì đó là Cordyceps mili sinensis, còn mình nuôi đây là Cordyceps militaris. Các bạn có phân biệt được đúng không? Thì làm sao để phân biệt được cái tự nhiên và nhân tạo? Đơn giản lắm, tự nhiên thì cái sợi nó nào nó màu đen, còn nhân tạo cái sợi này nào nó cũng màu vàng vàng nhưng mà càng cam như thế này ha. Đó, bạn thấy không? Nói về về cái tên gọi, tại sao người ta gọi như thế. Rồi tiếp theo thì hiện tại mình đang nuôi đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris trên cái con nhộng mà nhộng tằm nha, nhộng tằm kén vàng ha, cái con nhộng tằm mà ta lấy làm tơ thì người ta lấy con nhộng đó mà nuôi. Thì tại sao người ta lại chọn đó? Thì đơn giản là vì qua quá trình người ta nghiên cứu, người ta thấy là nó phù hợp với con nhộng này, về cái dinh dưỡng dược chất của trên con nhộng mình rất là tốt đối với sự phát triển của nấm, cho nên người ta lấy sẽ chọn, người ta làm thôi. Các bạn hỏi hỏi nhiều nữa mình cũng không biết trả lời sao. Và thứ hai các bạn thấy không, cây rất là to rất là bự luôn. Rồi tiếp theo nấm đông trùng hạ thảo phân bố ở đâu? Về tự nhiên thì nó phân bố ở trên những cao nguyên Tây Tạng nè, có độ cao từ 4.000 đến 5.000 m, khí hậu khắc nghiệt, chênh lệch nhiệt ban đêm và ban ngày nó lớn,
thời tiết càng khắc nghiệt thì những cái loại đó nó càng thích nghi tốt và nó sống và nó phát triển thôi. Và tự nhiên thì người ta khai thác rất hạn chế, mỗi năm thì ngày xưa thì khoảng tầm 100 kg ha, còn bây giờ thì khoảng tầm 80 kg, cho nên các bạn mua ở ngoài thị trường giá rất là đắt. Cái loại mà cỡ chục con thì chắc cỡ mấy chục triệu rồi ha, thì chỉ có khoảng 10 gram thôi. Một con khô nó thì khoảng 0,5 gram gì đó, nhớ nhớ là vậy. Cho nên có tiền các bạn cứ sử dụng những sản phẩm như thế này ha, nhân tạo rất là tốt. Rồi còn vấn đề nữa là mình chia sẻ thêm đó là hiện nay thì người ta nuôi đông trùng hạ thảo trên hai loại cơ chất, đó là như mình nói là cái con nhộng trên nhộng tầm ha, và thứ hai là trên gạo lứt. Thì tại sao người ta làm như vậy? Thì đối với nghiên cứu thì người ta nghiên cứu trên nhộng tầm thôi, nhưng mà còn trên thực tế thì người ta nuôi, các bạn thấy mà người ta nuôi có cái sợi không, không có con nhộng trên con nhộng. Thì mình xin nói thẳng một điều là những cái loại dư nuôi như vậy trên gạo thì giá thành nó rất là rẻ, chi phí sản xuất nó rất là rẻ luôn. Và thứ hai là cái giá trị dược chất theo nghiên cứu, theo đánh giá thì nó không bằng trên con nhộng. Do mình phải mô tả lại giống với con nhộng trong tự nhiên, cho nên là mình bắt buộc phải làm trên con nhộng. Thì cái đế ở đây các bạn thấy đế ở dưới là phần đế nè, toàn là con nhộng không ha. Để bữa nào mình quay clip mà lại mình các bạn thu hoạch, các bạn sẽ lấy ra thì thấy con nhộng ở trong đó, các bạn thấy. Cho nên không có gạo nha, không gạo. Và thứ hai là trên gạo nó có một loại nấm mốc, nếu mà mình để lâu những cái loại nấm mốc nó phát triển thì cái đế gạo đó mình không sử dụng được lâu. Còn đối với nhộng tầm thì cái đế đó mình sử dụng được rất là lâu ha, cho nên là không sao cả. Còn các bạn có thấy rẻ các bạn mua thì nó là phần thiệt hại về các bạn thôi. Mình nên khuyên các bạn sử dụng đông trùng hạ thảo trên con nhộng, tuy nó có mắc hơn một xíu, và một số cơ sở sản xuất giống như mình công ty mình làm là những cái loại sản phẩm này đó. Còn nói về giá ha, giá đông trùng hạ thảo hiện tại bên mình đang bán khô, 1 gram khô là khoảng 100.000 1 gram khô. Hiện tại đang có chính sách khuyến mãi trong mùa dịch này, các bạn nào mua 1 gram thì được tặng 1 gram, mua một tặng một nha. Còn giá của nó là 100, khoảng 100, hình như là 107.000 1 gram khô. Bạn mua 10 gram khô càng nhiều thì sẽ được càng giảm giá thôi. Ngoài sản phẩm đông trùng hạ thảo sợi nguyên sợi ra thì mình sẽ có cái loại sản phẩm đông trùng hạ thảo các loại vụn, tức là các loại gãy ha. Đây là hàng nguyên nè, nguyên sợi nè, các bạn thấy không? À, các bạn thấy không? Nguyên sợi. Ở đây là những cái con nữa, đây là, các bạn thấy không? Cái con mình nuôi mình lấy ra, mình tách ra nguyên con. Thì giá nó là 107.000 một gram. Còn đối với cái loại mà như thế này, loại vụn này sau khi được sấy khô, sấy tan hoa nha bạn. Loại này loại mà vụn đó thì mình sẽ được bán rẻ hơn. Gram của nó là như ta, một bịch 5 gram là khoảng 50 ngàn, thì một gram của nó khoảng 10 ngàn thôi, 10 ngàn đó mình pha trà mình uống ha. Các loại đó mình đóng gói trong cái túi lọc ha. Chia sẻ các bạn luôn là đối với đông trùng hạ thảo thì người ta áp dụng cái phương pháp sấy thăng hoa nha các bạn. Sấy thăng hoa là gì? Các bạn nghe từ thăng hoa chưa? Thăng hoa là một trạng thái. Thì đầu tiên mình sẽ giải thích sấy. Sấy là dùng phương pháp mà mình sẽ làm cho hơi nước bốc hơi hết đi. Còn về thăng hoa là gì? Thăng hoa là sau trong quá trình sấy đó thì cái nước ở dạng dạng lỏng đó, nó sẽ chuyển sang dạng dạng hơi luôn. Thì như mình biết là những cái loại vật chất tồn tại ở ba dạng trạng thái chính là rắn, lỏng và khí đúng không? Thì khí hoặc là hơi. Thì đối với nước thì mình khi mình sấy thì cái dạng thái của nó là đóng băng, xong rồi tan chảy thành nước,
nước xong rồi nó mới bay hơi, bay hơi thì ngưng tụ lại, nó sẽ qua trải qua một cái chu trình khép kín như vậy. Nhưng đối với sét đánh hoa thì mình sấy là mình đóng băng nó luôn ha, đóng băng nó ở âm 27 độ F, bao nhiêu độ C thì mình cũng không rõ lắm, hình như khoảng mười mấy độ, âm mười mấy độ C đó, âm 20 độ C. Thì khi mà mình làm ở trạng thái như vậy rồi xong, bắt đầu mình cho cái áp suất nó xuống thấp để cho quá trình bay hơi nước nó diễn ra ở cái nhiệt độ thấp như vậy, thì hơi nước nó sẽ chuyển trạng thái từ dạng rắn đóng băng sang dạng hơi đó, nó ngưng tụ lại luôn. Có một số clip mình chia sẻ cái trạng thái nó đóng băng trên cái thành máy đó, thì làm như vậy đó, thì cái nước đó nó sẽ không có phá hủy được cái thành tế bào trên cái nấm này. Như vậy thì mình làm như vậy thì mình sẽ bảo quản được sản phẩm tốt hơn, màu giữ được nguyên trạng, hầu như là khoảng 96 đến 98% đối với những sản phẩm đó nha các bạn. Nên thấy rằng thấy thanh hoa, sản phẩm thấy thanh hoa rất là đắt, giá thành nó cao, nhưng bù lại là dược chất nó còn nguyên, màu sắc còn nguyên, chất lượng nói chung là như là tươi luôn. Chỉ có điều là để được lâu thì mình phải sấy khô, cho nên là đối với những sản phẩm mình thu hoạch xong mình sẽ sấy khô đó. Mình bảo quản khoảng 2-3 năm trở lại bình thường, trong điều kiện mát nữa là khoảng 3-4 năm là bình thường. Tiếp theo mình nói về cái đối tượng ha, đối tượng sử dụng đồng trùng hạ thảo. Thì đầu tiên đó là phụ nữ có thai cho con bú thì không nên ha, trẻ em dưới 14 tuổi cũng không nên dùng đồng trùng hạ thảo ha, tại vì chưa phát triển hoàn thành, chưa dậy thì sử dụng đồng trùng hạ thảo rất là hại nha, nó sẽ kích thích những cái hóc môn tăng trưởng hoặc là gì đó nó phát triển ngoài muốn, cho nên là từ 14 tuổi trở lên là mình sử dụng được. Còn đối với đối tượng là sử dụng cho người ốm đau bệnh tật phẫu thuật xong rồi, người ốm yếu, người có những cái bệnh tiền sử hoặc là cơ thể không được khỏe. Còn lưu lượng sử dụng thì mỗi người sử dụng như vậy thì từ 0,5 cho tới 1 gram một ngày nha các bạn. Khi mình sử dụng như vậy á thì nó phù hợp, đang tích tụ lần lần vô trong cơ thể thì nó sẽ tốt hơn. Còn bạn sử dụng mà nhiều liên tục, không liên tục mà bạn sử dụng nhiều thì tương lai lâu dài cũng sẽ không tốt. Khi ông trùng hạ thảo đang chuẩn bị thu hoạch ha, nó chuẩn bị thu hoạch rồi đó. Còn đây là cái loại giống khác, giống này của Nhật Bản nên cái sợi nó hơi nhỏ. Cái giống này là của Nhật Bản nha các bạn, giống Nhật Bản nên sợi nó sẽ nhỏ hơn. Còn đối với đúng rồi, về giống, nguồn giống thì sao? Nguồn giống thì hiện tại cái Cordyceps á, Militaris này nó có nhiều cái chủng, cái nguồn gốc, ví dụ như ở Việt Nam cũng có, Nhật Bản, Trung Quốc rồi Mỹ cũng có. Thì đối với những nước người ta sẽ lai tạo những loại giống khác nhau, các bạn nghĩ đơn giản giống như là một loại gà nào đó đi, ví dụ gà Đông Tảo, gà chọi hay gà tre, gà gì đó, nói chung là đối với nấm cũng vậy, nó sẽ có một cái chủng giống nhất định. Thì khi làm như vậy thì mình sẽ lai tạo được nhiều loại giống nấm, hình thái khác nhau, cây to cây nhỏ, dược chất giá trị khác nhau, tùy vào cái mục đích người ta sử dụng. Và có những loại nấm đông trùng hạ thảo màu trắng nữa các bạn ạ. Mình đã thí nghiệm rồi, mình đã được 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 người ta hướng dẫn, người ta giới thiệu rồi, nó sẽ có màu trắng nữa. Cho nên đối với đông trùng hạ thảo các bạn chọn cái nguồn uy tín rồi như thế nào đó. Hiện tại bên mình á, nếu mà các bạn mua về sử dụng không hoặc là mua số lượng lớn gì đó thì có thể tới tham quan ha, tới tham quan hỏi hay là gì đó, bên mình cũng sẽ dành chút thời gian để chỉ cho các bạn ha. Rồi video đến đây là kết thúc ha, sao quá. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Rồi chào các bạn.